Phong xin chào cô chú, xin chào cả nhà. Ngày mới con xin chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. Có chợt em nó cắn đó nha. Con. Sợ hả? Nhát không? Ủa núp hết cái đầu ở trong góc á, nãy nhất tường á. Buồn à. Ăn. Dạ con xin nói về ba bé là ba bé này á là vô tình được ba con cứu về của chú là hả, ba con với mẹ con là sáng hôm nay là có công việc đi ở Tây Ninh rất là xa, đi sáng sớm mà hả, bây giờ thì trên đường về thì vô tình ba bé có duyên gặp được ba con thì ba con chạy theo cứu. Nhưng mà cô chú biết không, ba hả, cái ông bán chó thì hả chạy rất là nhanh, chạy cực kỳ nhanh luôn, ba con đuổi theo không kịp, tưởng là các bé không có duyên nữa rồi, ba con tính bỏ cuộc rồi hả, thì ba con vô tình tới đèn xanh đèn đỏ, cứ ráng chạy nhanh lên xíu nữa, cái thấy cái xe chó này nó đang bị dướng mấy cái xe lớn chặn lại đầu xe lại cô chú, giống như là nó kẹt xe cô chú, thì ba con cứu các bé, cứu các em về, cái ba con mệt quá, ba con ngủ luôn rồi cô chú. Đi Tây Ninh từ sáng sớm luôn cô chú ơi, đi từ sáng sớm luôn mà giờ mới về tới, mà dí chạy thiệt là nhanh theo cứu các bé nữa, nên bây giờ ba con mệt lả người, ba con lên lầu ba con nằm ngủ nghỉ rồi cô chú, cựa không nổi nữa, mẹ con cũng đờn hết người luôn. Thì ba trong quá trình cứu rồi ba con dí theo thì ba con có đăng trên kênh này, cô chú theo dõi cô chú sẽ thấy rõ hơn. Hiện tại thì ba bé thì ba con không biết đưa về đâu hết, nên tạm thời cứ để nhà con một ngày cái đã, chăm sóc các bé, cho các bé ăn đã cô chú. Thôi chờ các bé ăn, ba con giờ cũng đuối lắm mà người chú cũng không có đưa ba bé đi nổi nữa cô chú. Lấy cơm cho ăn người chú, nãy giờ về sốc nhiệt không ăn không muốn, giờ ăn rồi. Kìa chảy đuôi kìa, chảy đuôi kìa, chị dướng hả, sao hả, nhớ hả, nhớ chủ đội nghiệp quá ha. Nó nhớ đâu bán đâu, đâu bán con đâu. Cái tội nghiệp quá cô chú, thiệt luôn đó cô chú, hôm nào bán mấy em cô chú ơi. Kỳ ơi cô chú mừng kìa, quen rồi kìa, đó quen rồi đó cô chú thấy không, đó quen rồi đó, đó ăn xong rồi giờ quen rồi, bây giờ quen rồi hả, thôi không có ra, không có ra nha Nguyễn hay. Quen rồi. Bắt tay giỏi, bắt tay giỏi nha, giỏi mẹ em nó biết bắt tay mẹ ơi, bắt tay trời ơi giỏi, mẹ em biết bắt tay nè, đây coi nè, ồ dễ thương lắm nè, kêu bắt tay nè, đây coi nè, lên giỏi, dễ thương lắm nè, đang quay cho cô chú coi nè, dễ thương lắm luôn á, hồn dữ ta. Nè bắt tay dễ thương, trời vậy mà anh thiệt luôn, không hiểu nổi luôn, thiệt luôn, tội nghiệp em quá à. Hay là nó bị bắt không ta? Không đâu, không bị bắt đâu, cái này là phải có người giải chứ sao nó biết được. Bắt tay này nè, bắt tay này, dễ thương quá nhỉ. Bắt tay kìa, đưa tay cái mắt hoài luôn. Bắt tay ơi, giỏi thế à. Hỏi thua quá à. Mẹ chạy nổi nồi bán em mà buồn. Có mặt nó kìa. Tội nghiệp luôn. Bắt tay hoài luôn. Em kia buồn kìa, tội nghiệp em kia, bị trầm cảm luôn. Ở trong
nhưng mà không sao đâu con, chịu con sống được là con hên lắm rồi đó. Ổng chuẩn bị ổng chở vô phòng mổ mà. Dạ hả? Ừ, ổng lúc đó mẹ với ba hả, ổng nói 3 triệu cái mẹ với ba trả giá không bán làm cái ghê lắm. Là quay xe chạy thiệt nhanh chứ không bán là không bán. Không bán, trả 2 triệu rưỡi không bán luôn, cái dựng chân chóc đứng lên chạy kêu tôi cũng bán gần là mổ gần đây. Ổ cứ nghe dễ sợ quá ông. Trời. Ba nói dạ thôi quay đầu xe quá, lại đi. Biết mình cứu nên hù quá. Chứ giờ không bán làm sao, giờ không lẽ mình giờ có mấy trăm nữa mình không mua mình bán. Thừa biết là bán cho mình mắc hơn lò mổ luôn mà còn chảnh vậy luôn á. Coi kìa mẹ tay này cái lòng nào đêm tôi đi trời ơi. Ôi, tay thôi ráng đi con ha, sắp được về ở đây ở nơi mới ở rồi, dễ thương quá trời, yêu thương nó dễ thương cái tay con này mà nó được vô gia đình thương yêu dễ thương quá, tay này nó tay lè vậy, mẹ sức nhau muốn tiêu à tội nghiệp tay em sợ, nói chung là em bị quẩn á. Anh này em muốn ra ngoài chơi. Bắt tay ngay. Bắt tay hoài luôn. Bắt tay hoài luôn. Bắt tay hoài. Sao con không có sao hết á, nghe không? Con à, nghe không? Không có sao hết nghe không? Không có sợ nghe không? Ừ. Em nói có việc đó yên tâm rồi chứ không thôi. Chiều mà chạy theo không kịp là hai đứa còn bây giờ ở trong lò mổ rồi, tao không biết chừng nào làm thịt nữa chứ. Ngày mai là nó làm thịt là nó giao cho các quán liền. Mẹ với ba chở đi ngang về chờ nhìn đến ngay vô có bàn bán thịt cày, ba con chó giờ hết chổng mà mình quay rồi á. Nhìn tới tội nghiệp cái nghĩ tự nhiên vậy đi quay con ta lên không hiểu luôn hả mẹ ha. Mẹ thấy tự nhiên cái mẹ thấy ông chó đi ngang qua. Tôi chết rồi. Chết rồi Khanh ơi, mấy con chó rồi Khanh ơi, làm sao cứu nó Khanh. Cái ông ba lật đật chạy theo, ông chạy nhanh quá. Chạy nhanh quá chứ không kịp luôn mà đúng không? Dí không kịp, cái trong cái ông ba ông kia là ý trời. Ông kia ý trời, dí không kịp mà chạy mất tiêu, đèn xanh đèn đỏ đổ tuôn, mẹ với ba chạy không tưởng kịp, sợ xe đụng. Ai giờ có xe chặn. Xong cái ông mai xí cái bị ngay đèn xanh đỏ, xe chặt cái chạy tụi như thấy mọi người. Ba con này nó còn có duyên với mình á chứ không phải là không có. Thì lúc đó ông ba nó chẳng qua là dí ý trời rồi. Ủa có gì hả? Không. Ủa giống như người ta nuôi ta bấm móng tay hả ta? Ủa con thấy móng chân nè gọn gàng lắm luôn á, có ai mà chân ta dạy gì nó ta dạy nó ta. Ủa móng chân gọn trơn nè, con nghĩ chắc bị bắt á. Không bị bắt đâu, con thấy nó sạch sẽ lắm luôn á. Bị bắt không con hả? Bị bắt không? Bị bắt không? Bắt tay con nó không có nào bắt tay tự nhiên biết hết á. Bắt tay dạy mới biết thôi. Bắt tay bắt tay. Ờ con ve kìa, bắt ve bắt tay chào mày bên này con ve đâu con ve kìa đào. Thịt này ve nè, để mày bắt nghe cho nè, để hồi đó nó cắn ngứa đó. Vì cho uống ba cái thuốc xuống lõi cho biết rồi. Ghê trời ái coi. Con kìa. Có người nuôi ông ta, thấy móng chân móng tay mẹ coi nè, nó cắt gọn gàng lắm luôn á nè. Móng chân còn gọn. Mẹ nói luôn á. Mẹ nói nhiều người tao ác lắm, tao nuôi thôi tao không thích cho tao không bán rồi thịt tao ăn nữa cho tao. Sao con chó người ta nuôi mấy năm trời tao không bán được. Tình nghĩa chắc còn giúp được không ạ? Nghe cho con nha. Ồ trời. Dễ thương quá, tự nhiên đưa tay cái bắt hoài luôn á. Biết nha, bắt tay nha, biết nha. Dễ thương. Ôi hồi chiều ngủ gục chứ. Hồi chiều mệt quá mẹ. Ba lúc mà ba quay á, ngủ gục luôn. Ngủ gục luôn chứ bộ. Để mày bắt con ve cho. Cái đỡ ngứa liền ha mẹ ha. Không chịu tội nghe trong góc rồi kìa. Vậy đó hồi em nó cũng quen à, em nó còn đang buồn. Em nó bị smile cái gì á, bị rẽ nhiều cái lắm. Mặt nó buồn hay gõ luôn á. Đúng là con mặt đẹp trai lắm chứ, đẹp gái con gái. Gái hả? Quá à, gái hả? Có em nào được không? Trời cho nuôi xong rồi nên lên bút teo kìa. Teo kìa. Cho nó vô chuồng ở trong đi. Vô hồi dính về vô ngự dài rồi nó cái ông bị đang bị bệnh đó. đang bị bệnh cô chú thấy không? Nè, vì muội lây nè. Mới xuất thú. Quỷ lây cho nắm cho một đuôi luôn đó, con mới cạo chuồng nhũi á đó, lên sức hút á cô chú. Nên cái tài mẹ con mới xanh vậy á.
Dễ thương quá ha. Ôi tự nhiên bắt tay hoài luôn á. Gì chứ đó, ở ngoan nha con, lỡ mai đưa đi trạm rồi về ở ngoan nha không? Vậy về trạm thì yên tâm rồi. Khi buồn yêu em kia bị trầm cảm chắc nhìn là biết. Giống như đồ giống như bị sốc á. Bị giống như đang lan ở nhà bị sốc á. Nhưng mà chủ nuôi thì sao để cho ghẻ tùm lum hết trơn mà. Nước cho uống ha. Hết nước luôn hả? Ừ. Hồi nãy lúc về nó sốc nhiệt nó đâu uống đâu mà. Thì đừng ăn lộn nha. Khá. Út Tiêu nhiều chuyện quá Út Tiêu ơi. Cái gì cũng có mặt con tham gia vô đó. Rồi, mình rửa tay. Cái gì mày? Thôi. Ồ, sao mà lấy tay mẹ lấy chân khèo kìa mẹ. Lấy chân khèo kìa. Thấy mẹ đóng cửa lại lấy chân khèo kìa. Hồi nhẹ quá à. Kìa mẹ, lấy chân kìa kìa đòi kìa hứ kìa. Là ga, rồi ga trư á. Chuyện, không tiện. Ồ, ở chồng ơi. Chồng nha. Mai về nơi ở mới ha. Đúng rồi, muốn bắt tay nữa hay gì? Nói tội nghiệp của chú. Nói nào em này, tội nhất là em này bị trầm cảm thấy rõ luôn chú ơi. Mặt buồn, ánh mắt không buồn, ánh mắt rưng rưng nước mắt rồi của chú giống như khóc vậy đó. Con cũng xin khép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã luôn yêu thương các bé và ủng hộ cho con. Hẹn cô chú cả nhà trong clip tiếp theo. Bye bye cô chú cả nhà mình. Hồi nghiệp các em lắm cô chú ơi.